Hình như có người đang đói bụng lắm rồi thì phải. Cũng bình thường thôi. Em đâu có ngửi được mùi cá nướng của anh đâu, mà em đang tận hưởng cảm giác yên bình của thiên nhiên chứ bộ. Thì ra là như vậy. Nè, anh đảm bảo là nó rất ngon. Như có người còn đang bận ngắm thiên nhiên. Giờ sao ta? Đừng có chọc à nha. Thôi, để anh lấy cá giùm em, để em đỡ bị giơ tay nha. Sao? Ăn khô cá nướng kiểu này có ngon không em? Quá ngon luôn á. Trời, em chưa bao giờ được ăn khô cá nướng nào mà ngon như vậy luôn á. Bữa nào anh có nhiều thời gian ra biển, anh sẽ mượn thuyền rồi lấy cần câu đi câu cá sống về nướng cho em ăn sẽ ngon hơn. Anh biết câu cá luôn hả? Anh có tới mấy cái cần câu lận đó. Hình như đâu liên quan gì đâu. Mà biết đâu á, anh mua nhiều cần câu về nhà để làm màu thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Em hay quá ha. Chị chỗ bắt nạt anh thôi à? Em đâu bắt nạt gì đâu. Em chỉ mở đường cho anh khai báo thành khẩn thôi mà. Anh á, không biết câu cá thì cứ nhận đi. À đúng rồi, tới giờ này mà còn chưa có vợ nữa, hèn chi. Ê, nè. Ê, đi đâu vậy? Anh Bình, anh Bình à, anh Bình, anh lên đây. Anh Bình ơi, em chỉ nói giỡn thôi mà. Anh Bình ơi, anh Bình. Nè, anh Bình. Bắt quả tang có người khóc rồi ha. Trời ơi, anh kỳ quá. Khoa, Khoa. Nè, nè, chờ đi. Em mai mốt anh đừng làm vậy nữa, em sợ lắm. Anh chỉ giỡn thôi mà. Lần này em tha cho anh đó nha. Thôi đừng giỡn anh nữa nha. Vô đi con. Gì đó con? Dạ con chào ba mẹ. Ủa ba mẹ chưa ngủ hả? Có chuyện gì không con? Em con nó chưa về, mà giờ này cũng còn sớm mà. Dạ con mới đi chơi về. Con đi với Phương á mẹ. À, con Phương nó có khỏe không con? Cuối tuần này con đưa nó về nhà ăn cơm nghe không? Con cứ nói là ba mẹ mời để cho Phương nó khỏi ngại. Ừ, sẵn dịp này mình kêu cả thằng Bình luôn, là để chơi cho nó đông vui. À được, để em gọi nó luôn. Dạ nhưng có chuyện này con muốn nói với ba mẹ. Có chuyện gì con cứ nói đại đi. Cái gì mà áp áp úng vậy? Dạ thôi không có việc gì đâu ba mẹ. Ok. Dạ. Câu chuyện gì vậy? Con nói đi. Khó nói quá, con cũng không biết nói làm sao nữa. Sao có chuyện gì không? Sao mà con đứng con gái hoài bộ dị ứng hả? Dạ dạ không phải ba. Phương chuyện này cũng hơi gấp á, nhưng mà Phương mới báo với con là cổ cổ nó sao? Cổ cái thằng cổ gọi cho con. Alo anh nghe nè Phương. Thằng này, cái thằng này thiệt tình luôn à, không hiểu nó muốn nói cái gì. Thấy điện thoại của người yêu lại quên luôn ba mẹ à. Thank you.
Anh xin lỗi em. Anh nghe điện thoại đi. Alo. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ anh tới chưa anh? Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Cứu hộ sắp tới rồi. Thì không đúng lúc chút nào hết. Phải chi mà chậm hơn chút nữa. Mẹ đi đâu vậy? Hết vía. Sao khuya rồi mẹ qua con chi vậy? Mẹ đem cho con miếng đồ ăn. Tính đi hồi sớm lận. Mà lu bu công chuyện tới giờ mới xong nè. Qua đây. Lo tới bây giờ mới xong. Mẹ lúc nào cũng lo cho người dân hết. Mẹ có thấy cực khổ gì đâu. Đi khuya thì nó mát chứ không có sao hết á. Như nè. Mẹ nghĩ hoài à. Nếu mà con quyết định con không lấy chồng á, thì hay là con tìm một đứa con nuôi đi, để cho tuổi già đỡ cô quạnh nghe. Mẹ bị gì mẹ? Con có thấy cô quạnh gì đâu. Trời ơi, bây giờ chưa, nhưng mà sau này nó sẽ khác. Mai mốt con già đi á, con sẽ cần người đỡ đần con. Rồi khi mà con đi theo ông bà phải có người nhang khói chứ. Mẹ, con mới có hăm mấy tuổi à? Mẹ tính chi xa quá vậy? Thôi con không cần đâu. Mẹ không biết làm sao để con thay đổi suy nghĩ của con nữa. Chứ con cứ như vậy hoài mẹ không yên tâm chút xíu nào hết à. Mẹ cứ kệ con đi. Mẹ cũng nói là con người ta có duyên có số hết rồi. Vậy nên con có như thế nào thì cũng là do ông trời sắp đặt hết rồi. Bây giờ con chỉ mong là mẹ bớt cực thôi. Mẹ đâu có cực đâu. Mẹ cảm thấy vui, mẹ cảm thấy hài lòng với tuổi già của mẹ. Mà mẹ cảm thấy khỏe nữa nha. Sống mà có ý nghĩa với nhiều người, nhất là với dượng của con á. Ông ấy tốt lắm đó. Thiệt nghĩ tới nghĩ lui á thì con thấy mẹ cũng còn may khi gặp được dượng là người tốt. Chứ lỡ mà gặp mấy người vừa vũ phu vừa vô dụng, suốt ngày đánh đập vợ con thì khổ lắm mẹ. Ừ. Nhưng mà thời đại này là thời đại nào rồi mà vẫn còn có những người phụ nữ cứ nhẫn nhục chịu đựng như là nô lệ vậy đó. Con nhất quyết á, con sẽ làm một loạt phóng sự về đề tài bạo hành gia đình. Đáng lý ra con phải là con trai mới đúng á. Tới nhà rồi, em vô nhà nha. Ừ. Em ủa hai đứa mới vừa về đó hả? Mẹ hả? Có vui không con? Xin lỗi bác, tụi con về hơi trễ. Ừ, đâu có sao đâu. Anh về cẩn thận nha. Ờ, anh về đây. Hẹn gặp lại em. Con xin phép bác. Ừ. À nè, mai có rảnh á thì ghé nhà bác ăn cơm nha. Dạ, nếu mà được Mai Hoa đồng ý. Mẹ, mẹ làm con mất cỡ quá à. Thôi con xin phép bác. Ừ. Dạ.
Mẹ. Nè, uống nước cam đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Hôm qua con đi chơi cả ngày chắc là mệt hả? Con ráng uống hết ly nước cam này đi, để lấy lại sức nghe không? Nè, mẹ hỏi con chuyện này nha. Nhưng con nhớ là con phải trả lời mẹ thiệt đó. Đừng có giấu mẹ được không? Có gì đâu nghiêm trọng mà mẹ phải rào trước đón sau vậy mẹ? Hôm qua con với Bình sao rồi? Thì dạ... Ý mẹ hỏi là hai đứa có gì chưa? Mẹ cười quá à. Có gì đâu kỳ, chuyện đó bình thường. Thì mẹ quan tâm tới con gái của mình thôi. Con biết là như vậy, nhưng mà mẹ quan tâm chuyện khác đi. Kỳ quá à. Thì tò mò chút xíu thôi. Nói mẹ nghe đi. Hôm qua cả ngày hai đứa con làm gì? Mẹ ủng hộ hai đứa con, nhất là thằng Bình. Mẹ đâu có phản đối gì đâu. Cho nên con cứ thoải mái nói cho mẹ nghe đi. Có gì đâu mà giấu. Nhưng mà con không thích nói chuyện này đâu. Mẹ, mẹ để cho con với anh Bình tự nhiên với nhau được không? Mẹ đừng có tham gia chuyện này nhiều quá. Con phải hứa là con phải dành thời gian cho nó và cơ hội cho nó nhiều hơn. Mẹ làm con bó tay luôn á. Thì tại vì mẹ thấy thằng Bình nó có nhiều điểm tốt. Mà con cũng thấy vậy mà đúng không? Được đúng không? Vậy thì tốt rồi. Mà nè, hai đứa có gì chưa? Mẹ. Thì sao? Thì anh Bình á, anh nắm tay con rồi. Nắm rồi hả? Nhưng mà hả, một chút xíu nữa thôi là anh hôn con rồi. Tại sao lại là chút xíu mà không hôn đi mà chút xíu? Thì tại mẹ. Sao tại mẹ? Thì tại vì ngay cái lúc mà con với anh sắp hôn nhau, cái tự nhiên mẹ mở cửa ra. Rồi mẹ nói này nói nọ gì đó rồi hết hôn được luôn. À, thì ra là tại mẹ ha, không hôn được ha. Thôi được rồi, từ giờ hai đứa cứ đi về đi. Mẹ sẽ đứng trong nhà, mẹ không mở cửa, không mở đèn, không làm gì hết. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau chuyện này. Nha, cứ thoải mái đi ha. Nè, các anh đang xâm phạm cuộc sống của tôi đó. Các anh có quyền gì mà theo dõi tôi, rồi lại đi chụp hình tôi như vậy chứ? Nếu tôi không theo dõi và chụp hình thì làm sao bên tôi có bằng chứng kiện cô nhận hối lộ, làm quảng cáo trá hình cho doanh nghiệp An Bình chứ? Tôi không có nhận hối lộ. Anh đừng có vu khống tôi như vậy. Tôi không làm quảng cáo trá hình, mà đây là phóng sự. Tôi chỉ làm theo kế hoạch sản xuất đàng hoàng. Tôi không cần biết tới kế hoạch này nọ, nhưng rõ ràng phóng sự của cô đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến doanh nghiệp nước mắm của tôi mất thị phần, doanh thu sụt giảm. Tôi không bao giờ can hệ gì tới chuyện làm ăn buôn bán của anh hết. Đó có phải là câu trả lời của bên chị không? Để tôi còn đi kiện. Em phải có trách nhiệm đưa ra một câu trả lời cho thỏa đáng, là có hay là không chuyện nhận hối lộ của giám đốc doanh nghiệp nước mắm An Bình. Trong khi làm phóng sự, em không nên làm mọi chuyện ầm ĩ lên, sẽ không có lợi gì cho em đâu. Sếp nói như vậy chẳng khác nào là sếp đang không tin em. Chính sếp là người đã phân công em đi làm cái phóng sự này mà. Đúng là như vậy, nhưng chị chỉ là người phân công nhiệm vụ thôi. Còn phần nội dung á thì em phải chịu trách nhiệm. Em phải có trách nhiệm với nội dung này chứ. Em phải biết là không phải là tôi tin hay là không tin, mà là em phải giải quyết dứt điểm việc này đi. Còn giữa em á và cậu giám đốc An Bình có chuyện gì chính đáng hay không? Mà sao trước lúc thực hiện phóng sự này em còn chưa biết cậu giám đốc đó là ai? Vậy mà bây giờ có một loạt hình ở đây chứng tỏ em và cậu ta rất là thân thiết. Em nghĩ á, là em không có nghĩa vụ, không có trách nhiệm gì để phải giải thích mối quan hệ của em ngoài công việc ra. Như vậy chính cô đã công nhận có mối quan hệ cá nhân với giám đốc doanh nghiệp nước mắm An Bình, có phải không? Đúng. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới công việc của tôi chứ? Tôi tuyệt đối không bao giờ để mối quan hệ khác xen vào công việc của tôi. Cô nói chuyện với đại diện công ty nước mắm đang bị An Bình lấy mất thị phần, mà cứ như nói chuyện với tụi con nít vậy. Cô nghe cho rõ đây, vì công ty của chúng tôi đang bị phóng sự quảng cáo nước mắm An Bình đã phát sóng của cô, làm bị thiệt hại.
nên tôi phải kiện cô. Nè, tôi không có ăn hối lộ, tôi không làm gì mờ ám hết, tại sao lại kiện tôi chứ? Tại sao lại kiện hả? Cứ cho là cô không ăn hối lộ đi, nhưng rõ ràng cô với tay giám đốc An Bình cùng một phe. Cô đã dùng phóng sự do chính cô làm để quảng cáo cho An Bình. Điều này tôi chưa tìm hiểu nên không biết là có sai lực báo chí hay không, nhưng chắc chắn là không có công bằng, là nâng đỡ cho An Bình, o ép doanh nghiệp của tụi tôi. Tôi sẽ kêu gọi những doanh nghiệp sản xuất nước mắm, chúng tôi sẽ cùng khởi kiện cô. Đây sẽ là những bằng chứng chứng tỏ sự không minh bạch của cô và tay giám đốc An Bình. Cần thiết thì tôi sẽ in thêm để làm bằng chứng để kiện cô. Giám đốc bên tôi nhắn rằng sẽ kiện luôn chị, vì chị đã tiếp tay cho nhân viên dưới quyền của chị làm quảng cáo trá hình cho doanh nghiệp. Chuyện này tôi không hề biết. Vậy thì thay vì buộc tội tiếp tay, tội của chị sẽ là không làm tròn trách nhiệm. Tôi không có sợ gì ba cái chuyện kiện cáo này nọ đâu. Anh có thích thì cứ đi kiện đi, ai làm sai thì người đó chịu thôi. Tôi được cử tới đây là để tỏ thiện chí của doanh nghiệp tụi tôi. Giám đốc của tôi không muốn làm quá ầm ĩ chuyện này, chỉ yêu cầu người thực hiện phóng sự quảng cáo trá hình phải xin lỗi khán giả và phải có đính chính trong chương trình. Vô lý! Cô không làm gì khác được đâu. Cô cho tôi gửi. Dạ. Ơi cô ba ơi. Dạ. Sao mặt cô buồn vậy? Có chuyện gì không cô? Chú ba, con bị đình chỉ công tác tạm thời rồi chú ba ơi. Sao đình chỉ? Bữa giờ chú ba có coi phóng sự con làm không? Có. Phóng sự gì nước mắm đúng không vậy? Mà phóng sự nào tụi con làm chú cũng đều coi hết. Dạ. Bây giờ có người ở một công ty nước mắm đang cạnh tranh với An Bình, họ tới nói là sẽ kiện con. Họ buộc tội con là nhận hối lộ để thực hiện phóng sự quảng cáo cho công ty An Bình đó. Trời ơi, vu khống trắng trợn thiệt. Thì đó, chú ba biết tính con rồi, con không bao giờ nhận một đồng một cắc nào của ai hết á. Nhưng mà vấn đề ở đây á là chị trưởng phòng không chịu giải quyết rõ ràng chuyện này, mà còn đình chỉ công tác của con nữa, bắt con phải giải trình sự việc. Lãnh đạo mà không biết binh vực nhân viên là không có được. Mà giờ cô tính sao? Những gì cần nói con cũng đã nói hết rồi. Con cam đoan là con không bao giờ nhận hối lộ hết. Trong công việc thì cũng không có gì khúc mắc. Nhưng mà thiệt tình phải làm cái gì để chứng minh thì con cũng không biết nữa. Nhưng mình không biết họ nhắm vô cô với mục đích gì thì khó thiệt. Trước khi cô tìm ra cách, cô phải cố tìm hiểu người ta cho thật kỹ. Dạ con biết rồi. Con cảm ơn chú ba nha. Chuyện gì thì cô cũng phải bình tĩnh. Nếu cô gặp khó khăn gì thì nói chú ba, đừng có ngại gì hết á. Xin lỗi cô, tôi có điện thoại. Dạ. Tôi nghe. Anh thấy bình thường mà, không có một kẽ hở nào khiến người ta có thể quy chụp. Phóng sự của em là quảng cáo trái hình hết. Em mệt lắm rồi. Kệ đi, muốn tới đâu thì tới đó, cùng lắm là mất việc thôi. Vấn đề không phải là mất việc hay không mất việc, quan trọng là phải minh oan được cho em. Bây giờ em đầu hàng, tức là em chịu mang tiếng nhận hối lộ với người ta, trong khi thực tế là không hề xảy ra chuyện đó. Anh và em đều biết như vậy, nhưng mà mình đâu có thể thuyết phục được ai đâu, bởi vì bằng chứng mình đâu có đâu anh. Chỉ là tạm thời bây giờ chưa có, nhưng nhất định anh sẽ tìm ra. Thôi, hay mình bỏ đi anh. Em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới công việc của anh đâu. Em đừng nói lại với anh những lời này. Việc này liên quan tới anh mà. Hãy để anh làm cho, để thực hiện trách nhiệm của anh. Em có chắc là người tới công ty dọa kiện em có phải là người của một công ty nước mắm không? Chính anh ta là người giới thiệu với trưởng phòng và nhắc đi nhắc lại với em như vậy mà. Nhưng không hề nói với em rõ ràng tên doanh nghiệp, đúng không? Người của công ty nước mắm đòi em phải xin lỗi khán giả và đính chính thông tin
6 phóng sự về thương hiệu nước mắm của anh. Vậy thì rõ ràng mục đích cuối cùng của vụ này là họ muốn nhắm vô anh, chứ không phải là em. Nhưng mà nếu mà nhắm vô anh thì họ tìm anh, chứ tìm em để làm gì? Họ biết anh và em có mối quan hệ mà. Em quên vụ họ chụp hình rồi theo dõi chúng ta sao? Nên có thể là họ tính chủ động tới tìm em, để tự em nói cho anh biết. Như vậy là một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì. Đối thủ khỏi mất công, mà lại gây được sức ép cho em, để em đính chính thông tin rộng rãi. Không lẽ là như vậy thật hả anh? Chỉ có thể là như vậy thôi. Đối thủ này mưu mô lắm, chứ không phải là loại thường đâu. Ông bà ta thường nói phải biết địch biết ta. Vậy cho nên anh nghĩ trước tiên mình phải lên kế hoạch, để tìm hiểu kỹ coi đối thủ là ai, sau đó chúng ta sẽ xử lý. Ừ.